Vào ngày 10 tháng 4 năm 1912, tàu ANS Titanic khởi hành từ Anh. Nhưng đây không phải là màn hạ thủy của một con tàu bình thường. Tàu Titanic là tàu lớn nhất từng được chế tạo vào thời đó. Nó dài khoảng 270m, gần bằng kích thước của 3 sân bóng đá, tính từ thân tàu đến đỉnh của các ống khói. Con tàu cao khủng khiếp, tận 53m, bằng chiều cao của một tòa nhà 17 tầng. Titanic được mệnh danh là con tàu không thể chìm, và việc xây dựng nó cần đến công sức của 3.000 công nhân trong gần 3 năm. Nhưng chỉ 4 ngày sau chuyến ra khơi đầu tiên, vào lúc 11 giờ 40 phút đêm, tàu va phải một tảng băng trôi và bị những con sóng của Đại Tây Dương nuốt chửng. Phải 2 giờ 40 phút sau, con tàu mới chìm hẳn xuống đáy. Trong số hơn 2.200 hành khách và thuyền viên, chỉ có 706 người sống sót. Xác tàu mất hút trong vòng 73 năm sau đó và che giấu nhiều bí mật dưới làn nước Đại Tây Dương lạnh giá. Nếu không có một người đàn ông nọ đã dành cả đời để khám phá biển cả, thì con tàu khổng lồ ấy có lẽ sẽ còn mất tích lâu hơn thế nữa. Người đàn ông đó là Robert Ballast. Ballast yêu thích đại dương từ thuở nhỏ. Niềm đam mê này bắt đầu khi ông mới 12 tuổi. Ông được xem bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Hai Vạn Dặm Dưới Biển của Jules Verne vào thời điểm đó. Bộ phim này có đầy đủ các yếu tố để khơi dậy trí tưởng tượng cho những người trẻ, từ cuộc phiêu lưu và những sinh vật kỳ lạ cho đến phương tiện mạnh mẽ dưới nước có tên Nautilus. Nó có thể đi tới bất cứ nơi nào trên thế giới mà bạn muốn. Kể từ giây phút đó, cuộc sống trên cạn đã không còn trong kế hoạch tương lai của Ballast nữa. Vào năm 23 tuổi, ông được bổ nhiệm vào Deep Submergence Group. Tại đây, ông đã giúp sức trong việc phát triển các kỹ thuật tìm kiếm dưới đáy đại dương. Thành tựu lớn nhất của ông là việc sáng chế Arwing, một loại tàu ngầm nhỏ, dễ di chuyển, có thể chở 3 người. Nó cũng có một cánh tay cơ khí bên ngoài, được thiết kế nhằm thu thập mẫu vật dưới nước trong khi thuyền viên vẫn an toàn và khô ráo trong tàu. Tàu ngầm Arwing nhanh chóng chứng tỏ được tính hữu dụng đối với nhiều công việc khác nhau. Ví dụ như có lần nó được sử dụng để tìm kiếm một chiếc máy bay rơi xuống biển. Nhưng Arwing cũng gặp phải nhiều sự cố. Có lần nó bị một con cá kiếm tấn công và phải nhanh chóng nổi lên mặt nước. Còn cá kiếm còn mắc kẹt trong lớp vỏ bên ngoài của tàu ngầm nên đã trở thành món ngon vào bữa tối hôm ấy. Vào tháng 10 năm 1968, khi Arwing đang được hạ thủy thì dây cá bị đứt. Sự cố này đã khiến nó lao xuống biển cùng với 3 thuyền viên trên tàu. Do con tàu nhỏ vẫn đang mở nắp nên nước ngay lập tức làm ngập khoang và nó nhanh chóng chìm xuống biển. May thay, cả đoàn đã thoát được, nhưng Arwing thì mất dạng. Thời tiết xấu đã cản trở nhiều nỗ lực tìm kiếm con tàu. Mãi một năm sau đó, con tàu mới trở lại mặt nước. Sau này, Arwing đã được cải tiến. Thân tàu cứng cáp hơn nhờ Titan, vì thế nó có thể lặn được sâu hơn và hỗ trợ cho việc khám phá đại dương hiệu quả hơn nữa. Con tàu ngầm chuyên dụng này cực kỳ hữu ích đối với phần lớn trong số hơn 100 cuộc thám hiểm của Ballast. Người đàn ông này là một trong những cá nhân đầu tiên khám phá ra dãy núi dưới nước có tên Sóng Núi Giữa Đại Tây Dương. Và khi tìm thấy các lỗ thoát nhiệt ở Galapagos Reef vào cuối những năm 70, ông cũng đã hỗ trợ cho việc khám phá và ghi chép về quá trình hóa tổng hợp. Đây là một quá trình phức tạp. Tại đó, vi khuẩn sẽ sử dụng các phản ứng hóa học để tạo ra năng lượng. Nhưng khám phá lớn nhất vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Ballast khẳng định rằng ông không phải là fan cuồng của Titanic, nhưng rồi ông lại bị ám ảnh với việc tìm kiếm con tàu sau khi chứng kiến những nhà thám hiểm khác cố gắng rồi thất bại. Ông nói rằng, vào thời đó, Titanic giống như đỉnh Everest vậy. Nhiều người đã thử tìm nó. Những cá nhân mà tôi nghĩ là sẽ thành công và chắc chắn phải thành công lại bỏ tay. Ballast nghĩ đến việc tìm kiếm con tàu này từ tận năm 1973. Và 4 năm sau, ông đã ra tay. Ông sử dụng tàu cứu hộ biển sâu Sea Probe. Đây là một tàu khoan được trang bị camera và thiết bị sonar. Nhưng rồi, ông buộc phải dừng lại khi đường ống khoan bị vỡ. Cũng tại ông chưa gặp thời thôi.
Vào đầu những năm 80, một công nhân khai thác dầu ở Texas tên là Jack Grimm đã cố gắng tìm xác tàu 3 lần. Một lần nọ, Grimm đã ở ngay phía trên Titanic, nhưng thiết bị của anh không thể phát hiện ra nó. Đúng là đen thôi, đỏ quên đi. Ballard kiên nhẫn chờ đợi. Ông ấy cần một kế hoạch và cả những sự trợ giúp nữa. Vấn đề đầu tiên là lặn xuống đáy Đại Tây Dương. Mức sâu nhất ông đã từng tới trước đó là 6.100m. Chuyến đi này kéo dài 3 giờ đồng hồ. Đấy là còn chưa kể chiều về. Ballard biết mình có thể sử dụng Avin. Tại thời điểm này, nó đã được nâng cấp bằng vỏ Titan và có thể chống chịu sức ép của đại dương. Nhưng ông cũng cần thứ gì đó không bắt buộc mình phải xuống đáy biển cùng. Lý tưởng nhất sẽ là một tàu ngầm điều khiển từ xa, không người lái. Nhưng trước tiên, ông phải chế tạo ra nó đã. Ông đã liên hệ với chính quyền và hy vọng rằng họ sẽ hỗ trợ kinh phí cho dự án của mình. Dẫu không quan tâm đến Titanic cho lắm, nhưng những người cầm quyền vẫn sẵn lòng giúp đỡ Ballard. Tuy vậy, có một điều kiện. Trước tiên, Ballard phải tập trung vào tìm kiếm hai tàu ngầm Treasure và Scorpion đã chìm xuống đáy Đại Tây Dương vào thập niên 60. Các nhà chức trách hy vọng rằng họ có thể nghiên cứu chúng để biết được lý do tại sao hai chiếc tàu ngầm này lại chìm. Họ cũng muốn tìm hiểu xem liệu họ có thể trục vớt chúng hay để chúng lại đáy biển sẽ an toàn hơn. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ này, Ballard mới được tự do dùng khoảng thời gian còn lại trong hợp đồng để tìm kiếm tàu Titanic. Do không có ai khác tài trợ nên Ballard đành nhận lời. Thế là ông bắt tay vào việc. Đầu tiên, ông chế tạo ra hai thiết bị mới. Argo là một cái xe trượt dạng kéo, không người lái và được trang bị camera. Nó được thiết kế để chụp ảnh và quay phim nhờ một loạt những chiếc camera gắn trên đó. Argo có thể hoạt động ở độ sâu lên tới 6.100m và cũng có thể khám phá gần 98% đáy đại dương. Argo sẽ được buộc vào một con thuyền. Khi thuyền di chuyển, nó sẽ được kéo đi với trạng thái lơ lửng ngay phía trên đáy đại dương. Sau đó, camera sẽ truyền hình ảnh lên bề mặt. Thiết bị thứ hai là một phương tiện robot nhỏ có tên Jackson GR. Giống như Avin, nó cũng được điều khiển từ xa. Nhờ đó mà thuyền viên bên trong tàu ngầm có thể lại gần các vật thể dưới nước và chụp ảnh chúng. Ballard đã sẵn sàng. Ông biết mình phải nhanh chóng tìm ra những chiếc tàu ngầm đó. Và ông đã không mất quá nhiều thời gian. Thật may mắn khi việc tìm kiếm tương đối đơn giản và ông đã hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn còn dư 12 ngày. Với gần 2 tuần để tìm kiếm con tàu Titanic, ông đã lên đường để khám phá đại dương. Ông tập trung tìm kiếm gần Newfoundland, Canada và kéo Argo men theo đáy đại dương rồi xem lại những hình ảnh mà nó chụp được. Sau vài ngày không có gì thì cuối cùng họ cũng đã tìm thấy các tấm thân tàu có đinh tán và một nồi hơi. Có phải nó không? Ngày hôm sau, một mũi tàu lớn đã lộ ra. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1985, Ballard và các thuyền viên biết được rằng họ đã tìm thấy con tàu khét tiếng. Khám phá này đã mang lại nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ballard rất phấn khích khi trở thành người đầu tiên tìm thấy nơi an nghỉ cuối cùng của Titanic. Nhưng ông cũng choáng ngợp vì nỗi tiếc thương những người đã gặp nạn trong vụ đắm. Thủy thủ đoàn đã khám phá xác tàu trong 4 ngày tiếp theo. Họ tìm thấy đài hoa tiêu, nơi thuyền viên lần đầu tiên phát hiện tảng băng. Ngoài ra, bằng chứng về việc con tàu khổng lồ đã vỡ làm đôi trước khi chìm cũng đã được tìm thấy. Đó chính là hai nửa của con tàu. Trên tàu có đồ đạc và dụng cụ ăn uống. Và đáng buồn thay, một số đôi giày da của những cá nhân xấu số còn nằm rải rác dưới đáy biển. Ballard thành công trong nhiệm vụ mà người khác không thể thực hiện và ngay lập tức trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới. Và có lẽ bạn đang cho rằng việc xác định được vị trí của Titanic đã là quá đủ. Nhưng Ballard lại không nghĩ thế. Vào năm 2019, ông đã tham gia giải đáp một bí ẩn khác, sự mất tích của Amelia Earhart. Earhart mong muốn được trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vòng quanh thế giới. Đáng buồn thay, bà đã biến mất ở đâu đó tại Thái Bình Dương vào năm 1937. Bà và máy bay của bà vẫn chưa được tìm thấy.
Ballard hy vọng rằng may mắn với con tàu Titanic sẽ giúp ông tìm ra vị trí rơi của Earhart, nhưng chuyến thám hiểm của ông đã không mang đến kết quả. Tuy Robert Ballard đã tìm thấy nhiều xác tàu đắm hơn bất cứ ai, tuy nhiên đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Người ta ước tính rằng có hơn 3 triệu con tàu đắm dưới đáy đại dương, nhưng Ballard mới tìm thấy được 100. Giờ đây, khi đã gần 80 tuổi, ông vẫn hy vọng rằng mình sẽ khuyến khích được lớp trẻ tiếp tục công việc khám phá đại dương cùng nhiều bí ẩn của biển cả. Vào năm 1989, ông khởi động dự án học tập Chasen nhằm truyền cảm hứng cho học sinh tiểu học theo đuổi các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Ông cũng sở hữu một tàu nghiên cứu tên E.V. Nautilus. Nó được đặt theo tên của chiếc tàu ngầm trong tiểu thuyết của Jules Verne. Đây chính là sự tôn vinh đối với câu chuyện đã truyền cảm hứng cho sự nghiệp của ông. Từng là con tàu nổi tiếng và lớn nhất thời bấy giờ, giờ đây chỉ còn là hai mảnh xác tàu lớn nằm dưới đáy đại dương, cách nhau khoảng 600 mét, bị xé nát bởi vụ va chạm thảm khốc và bởi chính thời gian. Phần đuôi của tàu Titanic đã bị hỏng hoàn toàn sau khi chạm đến đáy đại dương, nhưng bạn vẫn có thể nhận ra phần mũi tàu vì nhiều nội thất bên trong vẫn ở trong tình trạng tốt. Có một loại vi khuẩn đặc biệt được tìm thấy trên nhũ rustico của con tàu. Nhũ rustico được tạo thành từ lớp rỉ sét có màu hơi nâu. Hiện tượng này xảy ra ở sâu dưới nước khi sắt ren của con tàu bị oxy hóa. Nó có nghĩa là vi khuẩn đang ăn mòn dần các mẫu sắt của thân tàu Titanic và có vẻ như chúng sẽ kết thúc bữa tiệc của mình vào năm 2030, sớm hơn rất nhiều so với thời điểm dự kiến xác tàu sẽ biến mất mãi mãi. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn nếu vớt xác tàu lên khỏi mặt nước để chúng ta có thể bảo quản nó. Nhưng phần xác tàu sẽ vỡ vụn nếu bất cứ ai cố gắng làm điều này. Nó đã ở dưới nước hơn 110 năm nay và giờ đây đã rỉ sét đến mức không ai có thể tái tạo lại một số bộ phận ngay cả khi chúng ta cố gắng đưa được con tàu lên khỏi đại dương sâu thẳm. Bạn nghĩ sao? Liệu có ai trong số khoảng 700 người sống sót sau vụ chìm tàu Titanic có thể nghe thấy tiếng nó chạm đáy đại dương không? Rốt cuộc, con tàu lớn nhất từng được chế tạo cho đến lúc đó đã biến mất theo đúng nghĩa đen trước mắt họ. Nhưng âm thanh rất có thể sẽ không truyền từ nước sang không khí. Chúng ta không thể nghe rõ âm thanh đó trong nước vì bản thân tai chúng ta không có cấu tạo phù hợp để nghe được âm thanh trong môi trường như vậy. Và mặc dù hành khách đã ở gần địa điểm chìm, tàu Titanic vẫn chạm đáy ở một khoảng cách xa 3.800 mét. Có rất nhiều vụ lở đất và động đất dưới nước mà chúng ta không thể nghe thấy và chúng gây ra tiếng ồn lớn hơn cả tiếng một con tàu đâm sầm xuống đáy đại dương. Chắc hẳn hầu hết các rung động và âm thanh đã phân tán trên một khu vực rộng lớn. Ngoài ra, tiếng vang của nước mà nhiều người tin rằng đã va vào tàu Titanic sau khi nó chạm đáy đại dương khiến phần lớn các rung động âm thanh tiềm ẩn lan ra xa. Thêm vào đó, đáy đại dương không quá gồ ghề để tạo ra những tiếng động lớn như vậy. Nhiều người sống sót cho biết họ đã nghe thấy những tiếng động kinh hoàng khi tàu Titanic vỡ tan, nhưng không ai đề cập đến việc nghe thấy bất cứ điều gì sau khi con tàu biến mất dưới mặt nước. Một số người sống sót chia sẻ sự hỗn loạn khi các hành khách, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em lên xuồng cứu sinh. Không có đủ xuồng và mặc dù như vậy, có một vài xuồng cứu sinh vẫn còn chỗ trống. Không ai biết phải phản ứng như thế nào trong tình huống như vậy. Cuộc diễn tập xuồng cứu sinh đã được lên kế hoạch vào buổi sáng trước khi Titanic va vào tảng băng trôi, nhưng vì một số lý do, nó đã bị hủy bỏ. Một con tàu viễn dương khổng lồ mà mọi người tin là không thể chìm đã thực hiện hành trình xuyên đại dương. Trên đường đi, nó va vào một tảng băng trôi và chìm. Vâng, tất cả chúng ta đều biết câu chuyện diễn ra như thế nào, nhưng điều đáng sợ là nó cũng là cốt truyện của The Wreck of the Titan, một cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 1898, 14 năm trước khi Titanic chìm xuống đáy đại dương, hoặc thậm chí là trước khi nó được đóng. Trong tiểu thuyết, tàu Titan, một cái tên cũng chính xác đến đáng sợ, không có đủ áo phao và xuồng cứu sinh cho tất cả hành khách trên tàu. Nó cũng là con tàu lớn nhất thời bấy giờ, có kích thước gần giống hệt tàu Titanic, và cả Titan và Titanic đều chìm vào tháng 4.
Dorothy Gibson là nữ diễn viên phim câm người Mỹ. Cô cũng là một trong những hành khách Titanic và may mắn sống sót sau thảm họa. Ngay sau khi đến New York, cô đã bắt đầu quay Save from the Titanic. Bộ phim được phát hành chỉ một tháng sau khi con tàu bị chìm. Dorothy thậm chí còn đi đôi giày và quần áo mà cô ấy đã mặc khi còn ở trên tàu. Bộ phim thành công nhưng nó bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn và vì thế chỉ tồn tại trong ký ức, giống như Jack Dawson vậy. Titanic không đơn độc giữa những con sóng không ngừng nghỉ của đại dương lạnh giá gần tảng băng mà nó va phải. Tàu SS Californian ở tương đối gần đó, tuy nhiên radio trên tàu đã bị tắt trong đêm đó. Đã có lúc các thành viên thủy thủ đoàn nhận thấy những ánh sáng bí ẩn trên bầu trời. Họ ngay lập tức đi đánh thức đội trưởng và thông báo điều đó, nhưng rốt cuộc không có mệnh lệnh nào được đưa ra cả. Một số người tin rằng đó chỉ là pháo hoa. Họ không bao giờ nhận ra rằng đó thực sự là một lời kêu cứu. Các thành viên thủy thủ đoàn của tàu Titanic đã thả pháo sáng lên bầu trời, hy vọng ai đó sẽ chú ý. Đến khi SS California nhận được tin nhắn SOS thì đã quá muộn. Một số người cho rằng trăng tròn có thể là lý do khiến tảng băng cắt ngang tuyến đường của con tàu khổng lồ. Trăng tròn có thể đã gây ra những đợt thủy triều cực mạnh và cuối cùng đã đẩy nhiều tảng băng trôi về phía nam ngay khi tàu Titanic đang băng qua khu vực đó. Bạn có dám nếm format từ tàu Titanic không? Xác tàu đã nằm dưới bề mặt đại dương hơn 100 năm nay, phải mất hơn 70 năm để tìm thấy nó. Đến lúc đó, tất nhiên, hầu hết thực phẩm bị chìm cùng với con tàu đã bị hư hỏng. Nhưng có thể vẫn còn một vài đồ ăn còn ăn được. Một số thực phẩm khó bị hỏng, chẳng hạn như phô mai. Các vi khuẩn biến sữa thành phô mai tạo ra các điều kiện đặc biệt để phô mai khó bị hư hỏng. Có nhiều thứ còn sót lại trên Titanic. Một lá thư viết tay mà một người mẹ và một cô con gái viết cho bà của cô gái kể về hành trình tuyệt vời mà họ đã cùng nhau trải qua. Bức thư đã tồn tại hơn 100 năm và được bán tại một cuộc đấu giá. Một đôi găng tay cô tông trắng sờn rách đã được tìm thấy trong xác tàu. Các nhạc công trên tàu Titanic đã chơi đến giây phút cuối cùng. Bản nhạc và một cây vĩ cầm cũ được tìm thấy trong đống đổ nát. Một trong những thành viên thủy thủ đoàn đã rung chuông 3 lần để cảnh báo rằng có một tảng băng trôi rất gần trên đường đi của họ. Một chiếc đồng hồ bỏ túi dừng lại ở 1 giờ 45 phút sáng, thời điểm con tàu chìm dưới nước. Có lẽ một người có thể thay đổi những gì đã xảy ra trên tàu Titanic. David Platt là một người khá may mắn. Anh ta được cho là đảm nhận vị trí sĩ quan thứ hai của tàu Titanic. Anh ấy đã được kéo ra ngoài vào phút cuối cùng. Điều này cuối cùng đã cứu mạng anh ấy. Thật tuyệt vời đối với anh, nhưng có thứ gì đó khiến anh chẳng vui nổi. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta là người duy nhất có thể làm gì đó để cứu con tàu và các hành khách? Ngày trước, các con tàu không có công nghệ tiên tiến thông minh như ngày nay. Họ không thể phát hiện mối đe dọa từ xa. Ống nhòm khá hữu ích, nhưng các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Titanic không có quyền vào phòng chứa ống nhòm. David Blay là người chịu trách nhiệm giữ chìa khóa. Anh ta rời tàu vội vàng và quên giao chìa khóa trong túi. Có lẽ nếu thủy thủ đoàn có thể sử dụng ống nhòm, họ sẽ nhìn thấy tảng băng kịp thời và có đủ thời gian để đổi hướng tàu. Có thể tảng băng trôi khổng lồ đã đẩy Titanic xuống đáy đại dương được tạo thành từ tuyết rơi ở tây nam Greenland. Các nhà khoa học thậm chí còn sử dụng mô hình máy tính để tính toán đường đi của tảng băng trôi trong bất kỳ năm nào, có tính đến các dòng hải lưu và thông tin thời tiết của năm đó. Có thể tảng băng dài 520 mét, nặng khoảng 75 tấn, và thời điểm va chạm với tàu Titanic, trọng lượng của nó đã giảm xuống chỉ còn 1,5 tấn. Violet Constance Sipsus, như nhiều người gọi cô là quý cô không thể chìm. Cô chỉ mới 24 tuổi khi làm việc trên Titanic với vai trò người phục vụ. Vào đêm bi thảm khi con tàu đâm phải tảng băng trôi, cô ấy đang nằm trên giường. Ngay khi nghe có chuyện gì đó đang xảy ra, cô ấy mặc quần áo và nhanh chóng đi lên boom tàu. Violet đã giúp các hành khách lên xuồng cứu hộ. 4 năm sau, cô ở trên Britannic, con tàu chị em của Titanic. Một lần nữa con tàu bắt đầu chìm. Cô không chỉ sống sót sau vụ tai nạn thứ hai này, mà một lần nữa cô ấy còn là người giúp những người khác thoát khỏi con tàu trước khi nó biến mất dưới mặt nước.
gặp Arthur John Pierce nhé. À, anh ấy không nổi tiếng vì là một họa sĩ hay vì đã khám phá ra một kho báu bị thất lạc từ lâu. Anh cũng không phát minh ra những tiện ích hay ho hoặc phá vỡ bất kỳ kỷ lục thế giới nào. Arthur John Pierce nổi tiếng đơn giản là vì không thể chìm. Điều này chứng tỏ một người có thể vừa may mắn vừa không may. Pierce đã gặp và sống sót qua một số rủi ro trên biển, bao gồm cả chuyến đi đầu tiên định mệnh của con tàu Titanic. Pierce không phải là một người giàu có thích ra khơi cho vui. Anh thuộc tầng lớp lao động, làm việc như một thợ đốt lò hoặc lính cứu hỏa. Anh ở hàng giờ trong ruột nóng của những con tàu lớn chạy bằng hơi nước. Công việc của anh nhem nhuốc và vất vả. Anh chịu trách nhiệm giữ cho các lò luôn cháy và thêm than để đảm bảo đủ hơi cho động cơ hoạt động. Anh phải cẩn thận không làm hệ thống quá nóng hoặc đốt cháy toàn bộ con tàu. Các lò đốt phải được theo dõi cẩn thận và liên tục thêm than. Pierce hít vào tất cả trong một lúc, làm việc và chiến đấu với mồ hôi và bụi bẩn. Anh thường xuyên cởi trần làm việc vì nắng nóng và luôn bám đầy bụi than đen. Và khi được nghỉ ngơi, khu sinh hoạt chung của anh cũng ở gần đó, trong khu làm việc. Tuy nhiên, chắc hẳn Pierce đã làm rất tốt công việc của mình vì anh không gặp khó khăn gì khi tìm việc. Nhưng dù anh đi đến đâu, vận đen dường như luôn theo đến đó. Sự cố đầu tiên tương đối nhẹ. Khi còn trẻ, Pierce làm việc trên IMS Asturias, con tàu chở khách lần đầu tiên ra khơi vào năm 1907, đi giữa Southampton ở Vương quốc Anh đến Buenos Aires ở Argentina. Một lúc nào đó trong chuyến đi đầu tiên, con tàu đã gặp một vụ va chạm nhỏ, thiệt hại đủ để con tàu phải quay trở lại để sửa chữa. Rất may không có báo cáo về bất kỳ thương tích nghiêm trọng nào. Pierce không dừng lại, anh đi làm việc trên một con tàu khác, nhưng vận rủi vẫn đeo bám con tàu Asturias. Năm 1914, nó trở thành một con tàu bệnh viện giúp chăm sóc những người đàn ông và phụ nữ bị bệnh ở khắp châu Âu, đồng thời đưa họ về nước Anh. Nhưng vào tháng 3 năm 1917, vào khoảng nửa đêm, con tàu bị một vật lạ đâm vào. Vỏ tàu bị thủng và buồng máy ngập nước. Thuyền trưởng ra lệnh cho mọi người rời tàu, đưa thủy thủ đoàn, bệnh nhân và nhân viên y tế nhanh chóng xuống thuyền cứu sinh. Con tàu vẫn di chuyển, chạy trên biển vì bộ điều khiển chính nằm trong buồng máy ngập nước không thể tắt được. Thuyền trưởng từ chối rời tàu trong khi mọi người vẫn đang cố gắng thoát ra. Ông đã đưa được Asterius về phía Bowhead, nơi nó đã gặp đứt liềng và không chìm. Các thuyền cứu sinh còn lại đã được hạ thủy và những người sống sót cuối cùng đã đến nơi an toàn. Sau đó, khi nghiên cứu thiệt hại trên con tàu Asterius, người ta tuyên bố nó đã thiệt hại hoàn toàn. Có thể khó đổ lỗi thảm họa này cho Pierce. Rốt cuộc, anh ấy thậm chí còn không ở trên tàu vào thời điểm đó. Nhưng có vẻ nhiều con tàu mà anh phục vụ đã gặp trục trặc. Vận rủi đã theo anh đến với công việc tiếp theo trên RMS Olympic, một tàu đại dương khổng lồ. Olympic rất lớn. Trên thực tế, nó đã được thiết kế và chế tạo như một phần của hạm đội, bao gồm cả Titanic. Nhưng kích thước đi kèm với sự hy sinh, Olympic rất giỏi trong việc di chuyển theo một hướng, nhưng lại rất khó để quay đầu. Lúc đó là tháng 9 năm 1911, Olympic đang cố gắng thay đổi đường đi. Hawk, một con tàu nhỏ hơn, đang chạy gần đó, không cho con tàu lớn hơn đủ chỗ để điều hướng, và cả hai đâm vào nhau. Vì Hawk được chế tạo để đối phó với các cuộc đối đầu tiềm ẩn khi ở ngoài biển, mũi tàu được gia cố của nó đã đâm xuyên qua Olympic. Hai tàu lớn xuất hiện bên cạnh con tàu biển, trục cát đăng bị xoắn nặng và tệ hơn là con tàu bắt đầu tiếp nước. Bằng cách nào đó, Olympic đã vào được bờ mà không bị chìm và không ai bị thương nặng. Pierce không biết rằng đây chỉ là một chút nếm trải trong những thứ mà tương lai dành cho anh. Tiếp theo, anh tìm được việc trên một con tàu mới toanh, một con tàu tốt hơn, một kiệt tác không thể chìm và được cho là con tàu lớn nhất từng được chế tạo. Vâng, anh làm việc trên tàu Titanic. Một công việc tuyệt vời, phải mất 29 lò hơi, gần 850 tấn than mỗi ngày để tạo ra đủ hơi nước cung cấp năng lượng cho tàu Titanic. Pierce chỉ là một trong số 150 thợ đốt lò vất vả ở khu vực bên dưới của con tàu, giữ cho những ngọn lửa bùng cháy cả ngày lẫn đêm. Anh kiếm được khoảng $30 một tháng, nhưng vào ngày 14 tháng 4 năm 1912, anh thấy như mình đang bay từ một thế giới cực nóng sang một nơi lạnh giá. Vào khoảng 11 giờ 35 phút tối, thủy thủ đoàn phát hiện thấy một tảng băng trôi. Tàu Titanic đã cố gắng tránh nó, nhưng báo động đã vang lên quá muộn.
5 phút sau, cả hai va vào nhau. Tảng băng đã xé toạc thân tàu và các khoang kính nước bên trong vỡ toang. Khi nước đại Tây Dương lạnh giá tràn vào, con tàu bắt đầu chìm. Các tín hiệu báo động đã được gửi đi, nhưng con tàu gần nhất, Carpathia, cách đó hơn 3 tiếng. Trong đêm tối và bị mắc kẹt giữa biển khơi hoang vắng, thủy thủ đoàn và hành khách hoảng loạn. Có người giành được thuyền cứu sinh, những người khác nhảy xuống vùng nước băng giá. Tổng cộng chỉ có 706 người sống sót sau đêm kinh hoàng ấy. Lúc va chạm, Pierce đang ở khu vực bên dưới của con tàu. Anh đang nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Và khi con tàu chìm, cơ hội sống sót của anh cũng chìm theo. Anh và đồng nghiệp đang ở chỗ nguy hiểm nhất trên con tàu. Họ phải vượt qua một mê cung gồm các hành lang và cầu tàu. Một số trong số đó đã ngập nước tới tận bom tàu. Và sau đó họ đối mặt với làn nước lạnh giá. Họ nhảy xuống và liều lĩnh bơi đến nơi an toàn. Đại dương lạnh đến mức Rias thậm chí còn bị tê cống trước khi tìm được đường lên thuyền cứu sinh. Anh là một trong 44 người đốt lò sống sót trong đêm đó. Sau một trải nghiệm như vậy, hầu hết chúng ta sẽ không bao giờ đặt chân lên tàu nữa. Nhưng Pierce phải làm việc. Công việc tiếp theo của anh cũng kết thúc trong thảm họa. Anh đã được mời làm việc trên HMS Alcantara. Nó đã chìm vào năm 1916 và Pierce một lần nữa là một trong số ít người đến được nơi an toàn. Lần này anh bị thương nặng. Nhưng Pierce vẫn bám trụ với vận may của mình và công việc tiếp theo của anh với tư cách là một người đốt lò có cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ. Anh sẽ làm việc trên một con tàu do chính những người đứng sau cả Olympic và Titanic chế tạo. Và con tàu này được đặt tên là Britannic, là con tàu lớn nhất trong 3 chiếc. Nó cũng được cho là một con tàu ưu việt, trang bị các tính năng an toàn mới sau khi Titanic chìm. Ví dụ, nó có 48 thuyền cứu sinh, 46 trong số đó là thuyền lớn nhất từng được sử dụng trên một con tàu. Hai trong số này thậm chí còn được gắn động cơ và trang bị các thiết bị liên lạc đặc biệt. Tin tốt là Britannic đã sống sót sau chuyến đi đầu tiên mà không gặp sự cố. Nó đã hoạt động tốt hơn Titanic. Tuy nhiên, vào ngày 21 tháng 11 năm 1916, tàu Britannic bị rung chuyển bởi một vụ nổ lớn khi đang di chuyển qua kênh Kea ở biển Aegean. Thân tàu bị hư hại và một số khoang bắt đầu ngập nước. Tuy nhiên, không giống như tàu Titanic, tàu Britannic được thiết kế chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp. Nó đã được trang bị 5 buồng kính nước nguyên vẹn. Những buồng này giúp giữ cho con tàu an toàn và nổ trong thời gian dài hơn. Nhưng có một vấn đề, các lỗ hổng dọc theo các bom dưới đã bị để mở một cách ngu ngốc. Khi con tàu nghiêng, các ô cửa để nước vào làm ngập Britannic và đẩy nhanh phần thấp của nó xuống biển. Việc này đã khiến những buồng kính nước trở nên vô dụng. Con tàu chìm xuống rất nhanh, trên thực tế nhanh hơn lúc Titanic chìm nhiều. 35 thuyền cứu sinh hạ thủy thành công, cứu được hầu hết mọi người trên tàu. Trong số 1.066 hành khách và thủy thủ đoàn, có 1.036 người sống sót. Pierce vẫn may mắn là một trong số đó và anh vẫn chưa kết thúc cuộc sống trên biển. Anh chấp nhận một vị trí đốt lò trên Donegal, đó là một chiếc phà chở khách nhỏ hơn, sau này được thay đổi làm thuyền bệnh viện. Vào tháng 4 năm 1917, nó bị một vật thể lạ đâm phải khi đang cố thoát khỏi một tình huống nguy hiểm. Và dù bị chấn thương ở đầu, nhưng Pierce lại là một trong những người sống sót. Phải trải qua hai vụ va chạm và 4 lần chìm tàu, Pierce mới sẵn sàng nghỉ hưu. Trên thực tế, anh nói rằng anh từ bỏ chỉ vì không ai muốn ra khơi cùng với anh. Bạn có thể trách họ không? Pierce sống phần đời còn lại trên đất liền ở Southampton, nước Anh cùng với vợ Annie và 3 con trai của họ. Nhưng Arthur John Pierce sẽ luôn được nhớ đến với cái tên người đốt lò không thể chìm.